Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học tiếng Trung của mình. Hôm nay mình xin phép được chia sẻ với các bạn một số từ vựng tiếng Trung cần thiết khi ở Đài Loan. Và những từ vựng trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ dành riêng cho những bạn nào đang đi Đài Loan hoặc các bạn nào đang chuẩn bị sang Đài Loan. Thì những cái từ vựng này có thể giúp ích cho các bạn trong quá trình giao tiếp cũng như quá trình sinh sống ở bên Đài Loan. Ok, chúng ta bắt đầu luôn những từ vựng đầu tiên nhé. Đối với những cái bạn mà đang làm việc bên Đài Loan thì hoặc là các bạn đang thi tuyển sang xuất khẩu lao động sang Đài Loan thì các bạn có một số từ vựng ở trong này thì các bạn đã biết rồi, mình xin phép nhắc lại một chút và những cái từ mới mình sẽ bổ sung thêm đằng sau. Chúng ta đọc những từ đầu tiên nhé. Từ đầu tiên sẽ là từ sang ban, sang ban, sang ban. Sang ban có nghĩa là đi làm. Và khi mà các bạn làm rồi các bạn tan làm thì tan làm sẽ nói là xạ ban, xạ ban, xạ ban. Các bạn muốn tăng ca thì các bạn sẽ nói là cha ban, cha ban, cha ban. Cha là thêm, ban là ca, vậy thì cha ban có nghĩa là tăng ca hoặc là làm thêm. Thì các bạn sẽ có một ngày nghỉ, những cái ngày nghỉ các bạn sẽ nói là siêu chạ, siêu chạ, siêu chạ. Siêu chạ có nghĩa là nghỉ phép. Và các bạn xin nghỉ thì các bạn sẽ nói là chỉnh chạ, chỉnh chạ, chỉnh chạ. Trong giờ làm việc các bạn sẽ có giờ nghỉ ngơi và giờ nghỉ ngơi đó sẽ nói là siêu xí, siêu xí, siêu xí. Các bạn sang Đài Loan thì các bạn sẽ ở trong ký túc hoặc là ở trong các nhà của người bản địa. Thì đa phần hầu như các bạn sang đấy đều ở trong ký túc. Vậy thì ký túc sẽ nói là su sơ, su sơ, su sơ. Su sơ có nghĩa là ký túc. Và bên ngoài ký túc sẽ có một cái cổng bảo vệ, cổng cổng lớn đấy. Cổng lớn đấy sẽ nói là mấn khẩu, mấn khẩu, mấn khẩu. Và khi các bạn đi ra ngoài làm ngoài 8 tiếng đồng hồ, các bạn làm ở các công ty ra thì các bạn sẽ tranh thủ từ lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối hoặc là từ 8 giờ tối đến 10 giờ đêm. Thì các bạn có thể ra ngoài làm thêm cũng như đi rửa bát hoặc là đi quét nhà, dọn nhà cho những người của bên Đài Loan ấy. Thì cái đấy gọi là các bạn làm thêm ở ngoài. Vậy thì làm thêm ở ngoài sẽ gọi là tả công, tả công, tả công, tả công, tức là làm thêm. Và các cổng bảo vệ sẽ nói là bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ. Khi các bạn sang Đài Loan thì cái các bạn bắt gặp nhiều nhất đó chính là những cửa hàng tiện lợi tên là 7-Eleven. Thì cửa hàng tiện lợi 7-Eleven thì nói là bian lì shang tiện, bian lì shang tiện, bian lì tức là thuận tiện, tiện lợi, và shang tiện có nghĩa là cửa hàng, cửa tiện. Bian lì shang tiện có nghĩa là cửa hàng tiện lợi. Và cái đặc sản của bên Đài Loan đó là chợ đêm. Vậy thì chợ đêm sẽ nói là yê sư, yê sư, yê sư, yê sư, à, chợ đêm. Yê là đêm, sư là chợ. Thì các bạn đi dạo chợ đêm thì nói như nào? Chúng ta sẽ nói là quang yê sư, quang yê sư. Quang là đi dạo, đi tản bộ. Yê sư là chợ đêm rồi. Vậy thì quang yê sư có nghĩa là dạo chợ đêm. Các bạn không đi chợ đêm thì các bạn đi đến siêu thị. Thì siêu thị ở bên Đài Loan sẽ nói là chào sư, chào sư, chào sư. Tiếp theo là từ chơ chặn, chơ chặn, chơ chặn. Chơ chặn có nghĩa là chỉ các bến xe hoặc là các bến tàu, bao gồm các bến về tàu điện ngầm và tàu cao tốc.
Các bạn phân biệt với một từ nữa là từ bên cạnh là từ hỏa chớ chạn. Hỏa chớ chạn có nghĩa là chạm tàu, nhưng cái chạm này bến tàu ấy, cái bến này thì chỉ dành riêng cho những cái tàu tàu hỏa nhé, tàu hỏa bên Đài Loan thôi. Hỏa chớ chạn là chạm tàu, bến tàu. Tiếp theo là từ phây chi chẳng. Phây chi chẳng. Phây chi chẳng. Phây chi chẳng có nghĩa là sân bay. Tiếp theo là từ tinh tự lưu khẩu. Tinh tự lưu khẩu. Tinh tự lưu khẩu. Cái này có nghĩa là ngã ba. Và ngã tư sẽ nói là sứ tự lưu khẩu. Sứ tự lưu khẩu. Sứ tự lưu khẩu nghĩa là ngã tư. Và ở ngã ba ngã tư thì sẽ có cái gọi là đèn xanh đèn đỏ. Vậy thì đèn xanh đèn đỏ sẽ nói là hồng lì tân. Hồng lì tân. Hồng là đỏ, lì là xanh, xanh dương đấy. Và mình sẽ nói lì có nghĩa là xanh lá cây nhá, và tân có nghĩa là bóng điện, cái bóng điện đấy. Thì hồng lì tân có nghĩa là đèn giao thông, hay gọi là đèn xanh đèn đỏ. Khi các bạn sang Đài Loan thì các bạn sẽ được ăn ở bên đấy đặc sản kem rất là ngon. Thì kem sẽ nói là bing chí lín. Bing chí lín. Bing chí lín. Kem. Và một đặc sản không thể không nhắc đến của Đài Loan đó là món đậu phụ thối. Vậy thì đậu phụ thối sẽ nói là châu tẩu phụ. Châu tẩu phụ. Châu có nghĩa là hôi là thối, và tẩu phụ có nghĩa là đậu phụ rồi. Vậy thì châu tẩu phụ có nghĩa là đậu phụ thối. Món ăn nữa chúng ta được cái món này được phổ cập vào Việt Nam đó là món trà sữa trân châu. Vậy thì bên đấy trà sữa trân châu sẽ nói là chân chu nải chá. Chân chu nải chá. Chân chu có nghĩa là trân châu và nải chá có nghĩa là trà sữa. Khi các bạn uống thì các bạn sẽ có thể thêm gọi thêm thạch. Vậy thì thạch sẽ nói là dê của. Dê của. Dê của. Dê của đây thì thường chỉ nó là thạch dừa. Dê đây cũng là dừa này. Của đây có nghĩa là thạch này, không phải quả đâu nhé. Của đây là thạch. Vậy thì dê của có nghĩa là thạch dừa. Thế khi các bạn muốn thêm thêm thì chúng ta sẽ nói tiếng Trung là cha nhé. Cha, ví dụ tôi muốn, ví dụ như là bạn muốn nói với bên bán hàng ấy mà tôi muốn thêm cái thạch dừa, thì vậy thì các bạn sẽ nói là cha dế của. Cha dế của. Các bạn muốn thêm cái gì đó thì các bạn thêm từ cha ở đằng trước là được. Còn cái món mà các bạn muốn thêm thì các bạn không biết tiếng Trung, không biết tên của nó, thì các bạn có thể hỏi những người ở bên Đài Loan, hoặc là chỉ cho người ta đây là cái món gì, cái tên là gì, thì các bạn sẽ biết. Và các bạn thêm từ cha đằng trước là được, là ok. Cái món khá là ngon ở bên Đài Loan nữa nữa nó là món là láng miệng. Láng miệng. Láng miệng. Láng miệng tức là mì lạnh. Láng là mát là lạnh, và miên là mì. Láng miệng. Và một cái món ăn mình rất thích ở bên Đài Loan đó là món gà rán. Gà rán ấy, gà rán cay đấy. Thì món đấy sẽ nói là chi phái. Chi phái. Chi phái. Chi là gà, phái là cái tảng. Vậy thì chi phái có nghĩa là gà rán. Các bạn muốn ăn cay thì các bạn có thể là nói với ông chủ, tức là lão bản bên đấy là cha la. Cha là thêm đấy, và la có nghĩa là cay, cha la. Các bạn muốn ăn cay hơi hơi thì các bạn sẽ nói là xiao la. Xiao la. Xiao có nghĩa là nhỏ, là ít, và la có nghĩa là cay. Xiao lạ có nghĩa là cây vừa vừa, cây ít. Và mình sẽ nói cây ít nhé. Còn cây vừa vừa thì sẽ nói là trung lạ. Trung lạ. Trung là hạng trung đấy, và la là cây rồi. Vậy thì trung lạ có nghĩa là cây vừa vừa, vừa phải. Và các bạn muốn ăn cơ rất cay, cực cay thì các bạn sẽ nói là
ta lạ, ta lạ, ta là đại là lớn và la là có nghĩa là cay. Và một món nữa rất là ngon của Đài Loan là món bít tết, bò bít tết. Vậy bò bít tết bên Đài Loan sẽ nói là liếu phái, niếu phái, niếu phái. Niếu là bò rồi, là trâu là bò rồi, và phái đây có cái tảng, cái thép. Niếu phái là bò bít tết. Một món ăn nữa của Đài Loan đó là món chư tao bảo, chư tao bảo, chư tao bảo. Chư có nghĩa là ăn rồi, tao ở đây là đến, bảo đây có nghĩa là no. Vậy thì chư tao bảo có nghĩa là ăn đến no. Cái dạng ăn này thì giống như BBQ ở Việt Nam mình. Thì cái là cái món này, cái món ăn này thì các bạn sẽ có giờ ăn, giờ ăn, và đồ ăn của bên Đài Loan thì nó phong phú hơn rất là nhiều, và ăn theo suất. Các bạn bỏ ra bao tiền thì nó sẽ có suất như thế. Cái này các bạn sang Đài Loan chắc là các bạn phải ăn đến 2-3 lần. Đấy là ít hơn 2-3 lần. Còn mình ở đợt tới mình sang thì cũng hầu như là tháng nào cũng đi ăn. Một từ nữa thì các bạn khi các bạn sang ở sống sinh sống ở Đài Loan thì các bạn sẽ phải mua đi mua hoa quả. Và mua hoa quả đấy cũng không phải là đắt, cũng không hề là rẻ. Nói chung là cũng một số loại hoa quả rẻ hơn so với Việt Nam. Ví dụ như là các loại cam, mình nhớ là một cam rất là rẻ. Vậy thì mua hoa quả sẽ nói là mải xuấy của, mải xuấy của. Mải là mua và xuấy của có nghĩa là hoa quả. Mải xuấy của là mua hoa quả. Các bạn mua quần áo sẽ nói là mải y phú, mải y phú. Mải là mua rồi và y phú là quần áo. Mải y phú có nghĩa là mua quần áo. Các bạn đi mua rau, mua đồ ăn thì sẽ nói là mải chai, mải chai, mải chai. Mải là mua rồi và chai đây có nghĩa là rau củ quả và món ăn đấy. Đấy, mải chai. Và các bạn đi tàu, đi xe buýt thì các bạn sẽ mua mua vé để đi lại ở bên Đài Loan, thì mua vé sẽ nói là mải pèo, mải pèo, mải pèo. Mải là mua rồi và pèo đây có nghĩa là cái vé, cái tấm vé đấy. Đó, các bạn sẽ sang Đài Loan, các bạn sẽ thường đi hai loại tàu. Tàu thứ nhất là tàu điện ngầm và tàu cao tốc. Tại vậy thì tàu điện ngầm sẽ nói là ti thỉa, ti thỉa, ti thỉa. Và tàu cao tốc sẽ nói là cao thỉa, cao thỉa, cao thỉa. Ti thỉa là những cái tàu điện dọc điện ngầm đi bên dưới mặt đất đấy, và ti cao thỉa thì nó sẽ tàu đi ở trên. Ở trên thì nó sẽ tốc độ nhanh hơn rất là nhiều. Và khi các bạn ngoài việc đi tàu các bạn phải mua vé, thì các bạn có thể dùng những cái tấm thẻ thẻ tàu xe để các bạn đi lại cho thuận tiện hơn. Thay vì các bạn đi mua vé thì rất là lâu rồi phải đợi xếp hàng, thì các bạn dùng một cái thẻ gọi là thẻ tàu xe này. Thẻ tàu xe này các bạn có thể mua ở các trạm như là ở các nơi như là 7-Eleven. Một cái thẻ này khoảng tầm 50 khoai gì đấy. Và các bạn nạp bao nhiêu tiền thì mỗi lần các bạn quẹt thẻ đi tàu, các bạn quẹt thẻ đến chỗ điểm nào thì nó sẽ trừ tiền bấy nhiêu từng đấy. Thì thường thường các bạn nạp thẻ nạp tại 7-Eleven, cái quán nào có hệ thống nạp thẻ các bạn ấy. Vậy thì cái thẻ đấy thì các bạn ngoài việc đi được tàu, các loại tàu ra thì các bạn có thể đi xe buýt đó, vân vân. Thì mình ở đấy, mình ở bên đấy mình cũng chỉ đi xe buýt đi tàu thôi, mình cũng không đi cái khác. Và các bạn có thể mua hàng ở 7-Eleven cùng cái thẻ này cũng được, các bạn chỉ cần quẹt thẻ là trừ tiền nhé. Cái thẻ này sẽ nói là yếu yếu khả, yếu yếu khả, yếu yếu khả là thẻ tàu xe. Và một cái thẻ nữa các bạn nên nhớ khi ra ngoài phải mang theo bên mình, đó là cái thẻ cư trú. Thì thẻ cư trú sẽ nói là lín sứ khả, lín sứ khả. Lín sứ nghĩa là tạm thời, lâm thời, và khả đây là cái thẻ. Thì lính sứ khả có nghĩa là cái thẻ cư trú. Cái thẻ thứ ba là cái thẻ gọi là thẻ bảo hiểm. Vậy thẻ bảo hiểm sẽ nói là báo xiến khả, báo xiến khả, báo xiến khả.
Báo xiển ở đây có nghĩa là bảo hiểm rồi, và khả đây là thẻ. Báo xiển khả có nghĩa là cái thẻ bảo hiểm. Các bạn đi khám bệnh các bạn nhớ mang theo cái thẻ này nhé. Tiếp theo là món chảo khơ ly. Chảo khơ ly. Chảo khơ ly. Chảo khơ ly có nghĩa là sô cô la. Và món tiếp theo là món miệng bao. Miệng bao. Miệng bao. Miệng bao có nghĩa là bánh mì. Và bao miệng. Bao miệng. Bao miệng. Bao miệng có nghĩa là mì tôm, gói mì tôm. Ê, hai từ này cũng khá là dễ nhầm, thì các bạn nhớ cho mình là cái từ bánh mì thì sẽ có từ chữ miên đằng trước nhé. Miên, miên có nghĩa là bánh mì. Miên đằng trước sẽ là bánh mì và miên đằng sau sẽ là gói mì. Tiếp theo là từ công yuan. Công yuan. Công yuan. Công yuan có nghĩa là công viên. Và các bạn mua hàng ở bên Đài Loan, các bạn ship gọi shipper thì các shipper đấy sẽ giao hàng và chuyển hàng cho các bạn. Vậy thì giao và chuyển sẽ nói là song song song. Song là giao, là tặng, là chuyển. Từ tiếp theo là từ cung cung treo chơ. Cung cung treo chơ. Công cộng treo chơ ở đây có nghĩa là xe buýt. Và xe máy sẽ nói là múa thổ chơ. Múa thổ chơ. Múa thổ chơ là xe máy. Thì các bạn sang đường thì sẽ phải đi qua cái đường hầm qua đường. Thế thì đường hầm qua đường sẽ nói là tì xạ thông tạo. Tì xạ thông tạo. Tỉ xạ có nghĩa là dưới gầm, dưới mặt đất. Và thông tạo có nghĩa là lối đi. Vậy thì tỉ xạ thông tạo có nghĩa là cái đường hầm qua đường. Các bạn sang Đài Loan thì các bạn cũng hay phải bắt taxi. Vậy thì bắt taxi sẽ nói là tả tí. Tả tí. Tả tí. Tả tí có nghĩa là bắt xe, bắt taxi đấy. Chú khẩu. Chu khẩu. Chu khẩu. Chu khẩu có nghĩa là cái lối ra. Các bạn vào các cái trung tâm thương mại hoặc là những cái công xưởng thì các bạn nhìn cái biển này, như này có nghĩa là lối ra nhé. Li chao chao. Li chao chao. Li chao chao có nghĩa là cái cầu vượt. Và cái từ tiếp theo là từ cây nước. Cái cây nước này thì các bạn hay ở trong các xưởng thì nó sẽ có những cây nước để các bạn lấy nước uống. Cái cây nước này thì tiếng Trung sẽ nói là yến xoài chi. Yến xoài chi. Yến xoài chi. Ngoài ra cái cây nước này ra thì còn sẽ có một cây nước bán hàng tự động. Vậy thì cây nước bán hàng tự động thì sẽ nói là yến leo tự động phan mai chi. Yến leo tự động phan mai chi. Ỉ leo nghĩa là nước ngọt, tự tung có nghĩa là bán hàng tự à, là tự động, và phan mai chi là máy bán hàng ấy. Vậy thì ỉ leo tự tung phan mai chi có nghĩa là máy bán nước tự động. Một cái món nữa, món đồ nữa mà các bạn khi sang Đài Loan các bạn mua về làm quà cho các ông bố hoặc các bác, đó là cái món rượu cao lẻng. Các bạn một số bạn hay gọi là rượu cao lẻng đấy. Thực ra nó là rượu cao lương nhá, rượu cao lương. Và tiếng thực ra nó sẽ nói là cao lẻng. Cao lẻng chiểu. Cao lẻng chiểu. Cao lẻng chiểu. Và từ tiếp theo là từ xiảo san. Xiảo san. Xiảo san. Xiảo san này có nghĩa là bồ nhí. Tức là khi đi một về hai và đi có khi về hai về ba luôn. Và cái năm từ cuối cùng mình chia sẻ với các bạn một số cái món ăn của Đài Loan, nổi tiếng của Đài Loan. Các bạn có thể tranh thủ ở bên đó ăn hoặc là các bạn mua về làm quà. Ví dụ như làm quà thì các bạn có thể mua gọi là bánh dứa ở đây. Vậy thì bánh dứa ở đây là nổi tiếng của Đài Loan rồi. Bánh dứa thì tiếng Trung sẽ nói là bó lúa bình.
bua lúa bình. Bua lúa ở đây có nghĩa là dứa và bình ở đây là cái bánh. Vậy thì bua lúa bình có nghĩa là bánh dứa. Cung hoàn đây có nghĩa là cái thịt viên. Và một món mình rất thích ở bên Đài Loan là bán ở trong các 7-Eleven, đó là cái món trứng hầm thuốc bắc. Thì trứng hầm thuốc bắc sẽ nói là chá dê tan, là lá thuốc, lá trà đấy. Vậy thì tan đây có nghĩa là cái trứng, chá dê tan có nghĩa là trứng hầm thuốc bắc. Và một món rất ngon của Đài Loan là món xuấy chảo. Đây là nó là dạng bánh sủi cảo hấp bằng nước. Và ở bên Trung Quốc thì người ta không nói là xuấy chảo, người ta hay gọi là chảo tự, là cái bánh sủi cảo đấy. Cái món bánh này các bạn có thể dùng để rán, là chiên đấy, hoặc là hấp rất là ngon. Tiếp theo, các bạn thường gặp ở trong các siêu thị hoặc trong những trung tâm thương mại, nó sẽ có cái biển giảm giá như này. Và biển giảm giá này sẽ nói là tả chớ là giảm giá. Và từ cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn là từ chư hỏa cua. Chư có nghĩa là ăn rồi, và hỏa cua có nghĩa là lồi lẩu. Vậy thì chư hỏa cua có nghĩa là ăn lẩu. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong một số từ vựng tiếng Trung liên quan đến chủ đề về cuộc sống ở Đài Loan. Thì các bạn nào đang chuẩn bị sang Đài Loan, hoặc là các bạn nào mới sang Đài Loan, các bạn nhiều cái các bạn chưa biết, các bạn có thể tham khảo một số từ vựng trong video này của mình. Ok, mình xin phép chia sẻ ngắn gọn đến đây thôi. Các bạn đừng quên bấm like và subscribe kênh ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau.